việc lãnh cái trách nhiệm này nó nặng nề vô cùng. Mấy đêm nay không ăn không ngủ lo mà tập vợt. Ủa, trời nắng này về này, mặc bộ đồ vest vô đi để mà vợt thử, mệt thiệt chứ. Kính thưa hai họ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, tôi xin đại diện cho đàn gái. Phải hôm nay không trời? Phải hôm nay không? Chứ ai vô đây? À, đứng yên. Tưởng đâu tài tử điện ảnh hay gì? Trời đất ơi, Nam. Làm gì mà nay lịch sự giống như sói ca vậy trời? Ôi đợi nó nữa, đi đâu? Con nhỏ con gái của chị hai tôi nó cưới chồng. À. Rồi mẹ con nó mới nhờ tôi đại diện cho cái đàn chủ hôn. Chủ hôn. À, hèn chi. Đó, phải tập phát biểu và phải mặc đồ vô, bà thấy tôi cực khổ không đó. À, biết rồi. Trời, chứ tôi tưởng anh mặc đồ vậy anh quen với là cô quê hậu miệt vườn nào để chuẩn bị làm đám cưới chứ. Quê hậu cái gì mà quê hậu, gần đất xa trời, sát mé lỗ rồi còn cái gì nữa. Anh đừng có nói vậy nghe, anh là khi thường bản thân anh nha, chứ nhìn cái tướng anh tôi còn mất phương hướng mà. Được, nhìn giống sói ca lắm không? Để cố gắng phấn đấu. Ừ. Còn ngọn gió nào mà đưa năm mù tới nhà tôi vậy nè? Sáu ủ em tôi đó, tôi thấy nó trồng sầu riêng mấy năm nay mà không có hiệu quả cao, cho nên kỳ này á năm ù quyết tâm săn tay áo vô nhào vô đầu tư vườn sầu riêng của ông Sáu ủ, mà ai chăm sóc không? Thằng ốc. Vậy là năm ù nhào vô với sáu ú. Sáu ú. Bên ngoài thì có thằng ốc bu. Đó. Mà mày biết gì kỹ thuật trồng sầu riêng không? Dạ thì con cũng có hỏi ý kiến của mấy cô, mấy chú, mấy bác ở đây này. Cái con gom nhặt một người ngất. Cái con đem về, cái con sàng lọc lại thành cái kỹ thuật riêng của con. Kỹ thuật riêng của mày sao đâu mày? Vậy bây giờ kể cho chú Nam nghe coi. Trình bày tao nghe thử có đúng không? Còn không đúng tao bổ sung cho. Đúng rồi. Có gì có chú chỉ con nghe mà. Con nói đi con. Dạ mình muốn là cái vườn sầu riêng của mình năm sau đạt năng suất nhiều hơn năm trước. Ngoài cái việc tưới nè và bón phân hợp lý thì chúng ta cần phải đặc biệt chú trọng vào việc cơi đột non. Rồi sau cái cơi đột non đó tiếp tục là gì nữa? Dạ. Khi mà cây sầu riêng xuất hiện lá non á thì chúng ta cần phải phun thuốc bảo vệ thực vật. Tại vì sẽ có một số con vật nó sẽ gây hại, nó sẽ chích và hút cái nhựa sầu riêng, làm rụng cái đọt non của sầu riêng, đặc biệt là tiêu diệt con diệp xanh. Đúng rồi đó, mày nói cái đó đúng đó. Sau cơ đọt non đó, phải phun thuốc trừ cái con rầy xanh. Dạ. Rầy xanh là cái con cầm đầu, là cái con nguy hiểm, cái con gây hại cho vườn tược người ta đó. Mà muốn tiêu diệt thì phải qua bảo vệ thực vật của năm một, tiêu diệt tụi nó hết. Thấy mày, thấy con năm mày mà tính không, mà tính dắt dài ra nước thấy không? Trồng sầu riêng có nè, mua thuốc bảo vệ thực vật qua bảo đó. Nhưng mà con còn bổ sung một ý kiến nữa, xuất hiện một số nấm trong cái giai đoạn lá non, nó làm cho cái lá nó vàng nè. Khi mà lá vàng thì giảm cái quá trình quang hợp nè. Chúng ta cần phải bón phân và phun thuốc đúng thời điểm. Không nên bón phân và phun thuốc một cách đại trà, tại vì vừa tốn kém và không có hiệu quả. Hay. Anh thấy nó nói vậy còn cái gì ý kiến anh bổ sung thêm đi. Không còn bổ sung cái gì nữa hết. Mày quá đầy đủ luôn, quá hay luôn. Nếu mà theo những cái ý kiến của thằng này mà nó biết như vậy đó ha, biết cách mà chăm sóc sầu riêng như vậy đó, thì tôi bảo đảm nhanh cái vườn mà sầu riêng của Sáu ú em tôi năm nay là tôi ăn đã sầu riêng luôn. Vô nhậu nước. Tôi đi công việc, anh cứ lo tập rồi. Sói ca. Ráng tập đi nghe sói ca. Vậy nghe, cố gắng trồng sầu riêng nha. Mới tập thôi đó mà đội nón này mang vớ rồi ha. Mặc đồ hơi lố. Trời, này đám cưới ta muốn đám cưới ổng biết cỡ nào à. Trời ơi, hôm nay ông Nam còn đẹp trai hơn MC tôi nữa hả? Bà con à, cơi đọt non trên cây sầu riêng rất là quan trọng nhé, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến phẩm chất trái và năng suất nữa. Nếu mà không phun thuốc bảo vệ thực vật khi xuất hiện đọt non á, thì những đối tượng dịch hại sẽ tấn công, đặc biệt là rầy xanh sẽ chích hút nhựa làm cho rụng đọt non. Còn về nấm bệnh á, cũng sẽ tấn công trong giai đoạn này, làm cho lá vàng, giảm khả năng quang hợp. Vì vậy khi chăm sóc sầu riêng á, điều cần nhất là chăm sóc giai đoạn ra đọt non bằng các sản phẩm bảo vệ thực vật của những thương hiệu có uy tín bà con nhé. ABC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Bỏ đầy đồng tính sao giờ đây anh? Em chớ lo để anh lo cùng. Ruộng nhà có đầy ở đó mà yêu đương. Giờ có ABC chú khỏi lo có mập. Diệt mầm 360C công thức cải tiến hiệu quả vượt trội, diệt cỏ tận mầm không sợ mưa sao phun, bảo vệ mầm lúa giúp nỗi lo chết vụng. Ốc bươu vàng nỗi lo lớn của người nông dân, mỗi hạt polip là một siêu anh hùng.
ốc lớn, ốc nhỏ nè. Mua đi, không còn con ốc. ADC mang đến sự tốt lành. Nhà nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên vững bền.